Chào các bạn quay trở lại với hội đá chiếc ảnh cùng Louis. Các bạn có thấy là cái áo này của mình rất là quen đúng không? Đúng rồi, mình quay hai video cùng một lúc á, nhưng mà mình sợ để một cái video thì nó dài quá, các bạn sẽ khó theo dõi, thì mình chia ra hai cái video mình up trong tuần này luôn để cho các bạn tiện theo dõi kỹ hơn. Đầu tiên là đến với câu hỏi của bạn Thắng Dental. Em chào anh Nhân, lời đầu tiên chúc anh nhiều sức khỏe và thành công hơn. Rồi, rất cảm ơn cái lời chúc của em. Trước đây thì em có dùng Papuji, nhưng mà do muốn chất lượng ảnh tốt hơn, em dự định lên máy ảnh full frame. Em đang cân nhắc giữa con Sony A72 và Nikon D750 vì giá xem nhau. Em chỉ chụp du lịch với gia đình, rất ít quay. Em đang nghiêng về so với D750 hơn, giá lens cũng dễ chịu hơn. Xin ý kiến của anh về ưu nhược điểm của hai dòng máy này. Rồi, thì anh nếu mà anh nhớ không lầm là con D750 nó sẽ ngang phân khúc với lại 6D2 và 5D3 của Canon ha. Nên là hình như là phân khúc nó sẽ nằm trên hơn so với con Sony A72. Nên là đối với anh thì anh cũng sẽ nghiêng về con D750 nhiều hơn. Tại vì rõ ràng phân khúc nó cao hơn mà. Còn lens nó rẻ hơn lens của Sony giống như em nói, thì đó là một cái ưu điểm nữa rồi. Nên là em hoàn toàn yên tâm lựa chọn ha. Tất nhiên rằng D750 nó sẽ cồng kềnh hơn so với con Sony A72 khá khá. Kế đến là câu hỏi của bạn Thuận Lê. Chào anh Louis, em đang dùng con Canon R. Em đang muốn có một lens chuyên về chân dung, lens EF, trong tầm giá khoảng tầm là 20 tới 30 triệu cho lens cũ. Ưu tiên là lens fix, mong anh tư vấn. Anh tư vấn giúp em một cái tiêu cự để quay luôn. Chúc anh sức khỏe. Rồi, thì với cái nhu cầu này của em thì em giống như anh đã nói là em nên xem lại rằng đó là em đang chuyên về chân dung, mà chân dung gì, chân dung truyền thống hay là chân dung góc rộng ha, để mình lựa chọn cho mình những cái dòng lens, ví dụ như là fix 35 hoặc là fix 50 ha. Nếu mà fix 35 á thì em có thể cân nhắc đó là con Canon L2, Canon 35 L2 ha. Còn đối với 85 thì có nhiều sự lựa chọn hơn, ví dụ như là con 85 f1.4 IS thì rất là ngon. Ngoài ra thì đối với lens, nếu mà em lăn tăn cả hai, tức là em muốn một lens cân luôn cả hai luôn, và đặc biệt là cân luôn cả cái việc quay của em nữa, thì em có thể cân nhắc tới cái dòng lens 50 50, ví dụ như 50L hoặc là con 50 Tokina Opera thì cũng rất là ngon. Riêng về cái tiêu cự để quay, tức là nếu em muốn mua một con lens chân dung tầm giá đó, khiêm luôn cả chụp chân dung và khiêm luôn cả việc quay luôn, thì anh nghĩ rằng em nên cân nhắc giữa hai cái tiêu cự là 35 và 50 thôi. Tại vì 85 thì chụp chân dung rất là ok, nhưng mà nếu để quay thì anh cảm thấy nó không có thực dụng cho lắm đâu. Đối với việc quay trên lens 85 là một cái sự nó rất là khó khăn, nên em thử cân nhắc. Cái đến là câu hỏi của bạn Tài Nguyễn. Chào anh Louis, em đang phân vân giữa con Nikon D750 cộng với Sigma 85mm và Nikon Z5 cộng với lens Vitrox 85. Anh tư vấn cho em mà nên chọn combo nào? Cảm ơn anh và chúc anh nhiều sức khỏe. Rồi, rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Thì hai cái con máy này D750 và con Z5 thì đều là ngon hết ha. Cái này tùy theo cái khẩu vị của em thôi, tức là em thích sự nhỏ gọn hay thích sự cồng kềnh trâu bò. Riêng bản thân cá nhân anh thì anh sẽ hơi nghiêng về con Z5 nhiều hơn, tại vì nó có những cái công nghệ mới. Thì rõ ràng nếu mà chất lượng ảnh như nhau thì con nào công nghệ nhiều hơn thì nó sẽ mang cho mình những cái sự thuận lợi, những cái điều mà bắt khoảnh khắc sáng tạo tốt hơn trong cái môi trường thực tế. Thì riêng cá nhân anh thôi thì anh sẽ nghiêng về con Z5, còn cả hai con này thì con nào đều ngon hết ha. Nhưng mà riêng về con lens Vitrox 85 thì thật sự ra con lens này anh chưa có được trải nghiệm qua, nên anh sẽ không có thể nào mà tư vấn hoặc đánh giá cho em được. Tại vì anh nhìn cái mức giá của nó thì có vẻ hơi bị rẻ quá ha, nên là anh cũng hơi bị quan ngại về cái chất lượng hình ảnh của nó. Kế đến là câu hỏi của bạn Z9. Chào bạn, cho mình hỏi là dùng ngàm chuyển đổi và không dùng ngàm chuyển đổi thì cái nào cho ra chất lượng ảnh RAW tốt hơn? Và sự khác biệt giữa cái ngàm rẻ tiền và ngàm đắt tiền thì nó có ảnh hưởng gì đến chất lượng ảnh RAW hay không? Hay là chỉ ảnh hưởng đến tốc độ focus của máy? Rồi, đây là một câu hỏi khá là thú vị ha. Rồi thì mình sẽ cố gắng giải thích trong cái câu hỏi để cho bạn hiểu rõ hơn. Thứ nhất đó là dùng ngàm chuyển hay không dùng ngàm chuyển thì file RAW hoàn toàn không bị ảnh hưởng nha các bạn. Chất lượng hình ảnh hoàn toàn, chất lượng về file á, chất lượng về file ảnh thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tại vì file ảnh hầu như là do máy, cái body nó quyết định về cái file. Nên là bạn có chụp ra ví dụ như cái file ao nét hay là cái file đúng nét gì nữa thì cái chất lượng file RAW nó đều tốt như nhau cả, cùng một máy là chụp ra ok như nhau. Tuy nhiên rằng là cái sự khác biệt
nó là cái gì. Ví dụ như mình nói chung là có ngàm và không có ngàm, là ngàm rẻ tiền và ngàm đắt tiền luôn, thì sự khác biệt đó là cái gì? Tiếp đó chính là về cái forecast, giống như các bạn nói forecast bằng chụp. Nếu mà ngàm tốt, ngàm ổn định á, thì nó sẽ không có bị là forecast tốc độ lấy nét nhanh. Ví dụ như bạn hoặc là nó tương thích về công nghệ. Ví dụ như là những cái trường hợp mà những bạn nào mà xài Sony mà sử dụng ngàm của sử dụng lens của Canon á, mà qua một cái ngàm chuyển á, thì lâu lâu nó sẽ bị những cái tình trạng như là không nhận diện được cái lấy nét mắt. Cái này là không phải cái máy nó cụi đâu, mà tại vì hai dòng này nó không tương thích với nhau, không phải lens nào cũng bị, lâu lâu mới bị thôi đó, nên là mang tính chất hên xui. Và nếu ví dụ như cái ngàm mà nó không ổn định, cái ngàm mà nó không có ngon, nó không có tương thích tốt á, thì đôi khi bạn chụp nó bị trượt nét, nó bị ao nét, cũng bị lệch nét, hoặc là nó focus quá chậm, bạn không bắt được khoảnh khắc. Thì mặc dù cái file raw ra vẫn ngon, nhưng mà vốn dĩ ngay từ đầu chụp nó đã lệch nét rồi, hoặc nó đã ao nét rồi, thì rõ ràng nó không ảnh hưởng, nó không phải cái liên quan cái chuyện file raw nữa, mà nó là liên quan tới cái chuyện tiền kỳ mà khi bạn chụp rồi ha. Rồi cái quan trọng hơn đó chính là cái độ ổn định. Cái độ ổn định, ổn định là sao? Ví dụ như nếu mà bạn đang chụp chơi thì không có gì để bàn. Ví dụ như nó mất ổn định một xíu, bạn có thể khó dư thời gian và có dư sự bình tĩnh để bạn cân chỉnh nó, xử lý nó. Nhưng nếu các bạn đang chụp dịch vụ hoặc là đang chụp tác nghiệp thực tế, thì ví dụ như đang đẹp ngon lành, nó dở chứng nên nó không lấy nét được, thì bạn làm sao? Đó, hoặc là mình đã từng sử dụng cái ngàm Viltrox rồi, cái ngàm Viltrox của Canon R á, cái dòng R á, thì có cái lens nó lấy nét được, có cái lens nó không lấy nét được, nên bạn hoàn toàn không thể nào biết được rằng là cái lens này nó có tương thích hay không, bạn không biết, trừ khi bạn xài. Và khi bạn xài, nó không phải nó không tương thích 100%, nó tương thích 50%, tức là có ngày này nó đang xài tốt, nó lấy nét ok, nhưng mà ngày hôm sau nó dở chứng, nó không lấy nét. Nên hoàn toàn có những cái trường hợp nó xảy ra, bạn phải tháo lens ra, phải khởi động lại máy vân vân. Thì lúc khi thực tế các bạn chụp và cần cái sự nhanh, thì rõ ràng cái sự lúng túng đó trong cái việc mà nó không ổn định ngàm thì làm bạn bị miss đi cái khoảnh khắc rất là nhiều ha, nó sẽ ảnh hưởng tới công việc của mình rất là nhiều. Thế đó là câu hỏi của bạn Kine Giáp. Theo anh thì 70-200 chụp cảnh có ổn hay không? Em khá thích chụp 70-200 vì cảm giác cầm, hiệu ứng tiêu cự. Em đã có lens góc rộng nhưng muốn tìm hiểu thêm về phong cảnh cho hiệu ứng tiêu cự dài, em cảm ơn. Rồi thì rõ ràng cái con lens 70-200 này là một con lens chuyên để chụp phong cảnh, được rất nhiều dân yêu thích để chụp phong cảnh ha. Đây là một con lens đa dụng, chân dung có, phong cảnh có, chứ không phải nhiều người vẫn bị hiểu lầm rằng đó là cái góc tele thì không chụp phong cảnh. Không, nó có hai loại phong cảnh, một là phong cảnh góc rộng, hai là phong cảnh tele. Hai cái hiệu ứng nó mang lại là hoàn toàn khác nhau, tùy mỗi môi trường, tùy mỗi mục đích của mình chụp mà mình sử dụng góc rộng hay là tele sao cho nó phù hợp ha. Thì đây là một số cái ảnh mà anh để ở đây là của một người em tên Mến ha, một người em hay rất là thích chụp phong cảnh. Thì đây là những cái tấm ảnh mà Mến đã chụp ở Đà Lạt bằng cái lens tele của mình. Thì đây những cái hiệu ứng của nó. Hiệu ứng góc rộng thì nó sẽ mang lại cái sự rộng lớn bao la hơn cho cái cảnh mình chụp ra. Còn hiệu ứng tele nó sẽ mang lại cái chiều sâu nhiều hơn, nên tùy môi trường, tùy mục đích mà mình lựa chọn. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Huy Nguyễn. Em chào anh, chúc anh nhiều sức khỏe. Rất là cảm ơn cái lời chúc em. Cho em hỏi, anh có thể giúp em đánh giá và tư vấn giữa hai con lens 70-200 f2.8 FLEDVR, nói chung là cái dòng lens cao cấp của Nikon, và lens 80-400 f4.5 và f5.6. Nhu cầu của em là chụp thể thao và chân dung, em xin cảm ơn. Rồi thì ở đây quan trọng là em phải cần xác định lại đó là cái nhu cầu thể thao của em và nhu cầu chụp những môn thể thao gì, nó có cái tầm xa hay không. Tại vì với cái nếu chỉ thiên về thể thao, rõ ràng lên là 80-400 thì nó có lợi thế vượt trội so với lens 70-200 kia rồi. Nhưng mà với cái giải tiêu cự này thì rất là khó, khá là khó để chụp chân dung. Đặc biệt là 200 là ok, nhưng mà trên 200 thì gần như rất là khó ha. Tại vì lúc đó cái sự kết nối giữa mình với là mẫu khi chụp thì rất là khó, tại vì lúc đó em phải đứng rất là xa. Ngoài ra là thêm một cái khẩu độ nó khá là nhỏ nữa, nên là tele dài, khẩu độ nhỏ thì em sẽ chụp bị hạn chế về ánh sáng, hạn chế về độ rung rất là nhiều ha, tốc độ bàn chụp rất là nhiều. Nên là nếu đa dụng phục vụ cho cả hai mục đích thì anh nghĩ rằng 70-200 nó vẫn sẽ ok hơn, vẫn sẽ phù hợp hơn. Nó sẽ chụp được những cái môn thể thao nghiệp dư trong những cái khoảng cách gần. Còn nếu ví dụ như những cái khoảng cách xa như môn thể thao đá banh mà trên sân 11 người thì nó chịu rồi ha. Nên là em phải cần xác định rõ lại cái môn thể thao nào em đang chụp, tức là em đang chụp về cái môn thể thao nào, và em ưu tiên thể thao có nhiều hay không. Nếu nhiều thì nên chọn 80-400, còn nếu mà cân bằng cả hai thì là 70-200.
Rồi kế đến đó là câu hỏi của bạn Dần Nguyễn ha. Theo anh thì 5D2 còn đủ sức ở năm 2021 hay không? Em cảm ơn. Rồi thì cũng giống như cái một câu hỏi của bạn ở video lần trước ha, thì đủ sức ở đây quan trọng là mình đang cần cái gì ở một cái máy ảnh. Ví dụ như nếu em đang hỏi rằng con 5D2 có đủ sức về chất lượng hình ảnh hay không, thì câu trả lời của anh là đủ trong cái tầm giá của nó. Cái tầm giá rất là rẻ ha, đâu đó khoảng tầm dưới 8 triệu thì thôi, nên là về chất lượng hình ảnh là ok. Nhưng mà nếu hỏi rằng là con 5D2 nó có đủ sức trong cái việc là công nghệ, trong cái việc bắt ảnh cắt lấy nét nhanh hay không, thì rõ ràng nó là không đủ. Nên mình phải xác định lại là mình đang cần cái gì ở trong cái máy ảnh. Cái đó là câu hỏi của bạn Nguyên Cao. Em chào anh, tài chính của em tầm 30 triệu, không thể cố. Em đang phân vân giữa 6D85 1.2L và 6D2 cộng với 85F1.8 giữa tem. Em chủ yếu là chụp chân dung. Theo anh thì combo nào sẽ ok hơn? Thi thoảng thì em có chụp phong cảnh, nên sẽ sau này sẽ bổ sung một lần phong cảnh sau. Rồi, thì với hai combo này thì đều cho chất lượng ảnh tương đối khá là ok ha. Tuy nhiên thì em cần cân nhắc thêm, đó chính là con lens 85F1.2L khi gắn trên 6D nó sẽ lấy nét khá là chậm. Em cần cân nhắc ha, nó sẽ lấy nét rất là chậm trên 6D, có thể gọi là bị chênh lệch về công nghệ á. Tại vì con 85F1.2L thì nó ra sau, nên là công nghệ nó lại nhỉnh hơn so với con 6D, lắp vô nó hơi bị chênh lệch về công nghệ, nó sẽ lấy nét chậm. Nhưng mà nếu gắn trên 6D2 hoặc là gắn trên 5D3, nói chung những cái dòng đó trở đi, thì nó lại lấy nét khá là nhanh, khá là ok. Nên là trong hai cái combo này, nếu bản thân cá nhân anh về lâu về dài, về sự ổn định về lâu về dài nha, thì anh vẫn sẽ nghiêng về combo 6D2 nhiều hơn. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Thuật Võ. Chào anh, chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Rất là cảm ơn cái lời chúc em. Em có câu hỏi như sau. Em đang dùng con Fuji XS10 và lens XF70-300. Em muốn chụp combo ảnh cưới từ ngoài trời cho đến chụp tiệc trong nhà. Anh tư vấn giúp em bộ lens sao cho phù hợp với nhu cầu trên. Em cảm ơn. Rồi, đương nhiên với cái nhu cầu này của em thì em cần có một cái lens zoom đa dụng ha. Nếu mà tài chính của em khá khá thì em có thể cân nhắc tới con lens đó là Fuji 16-55 f/2.8. Đó là một con lens gọi là best đa dụng của RAW Fuji rồi. Hoặc nếu thí dụ như tài chính em hạn hẹp hơn thì em có thể cân nhắc con lens đó là 16-80 f/4 thì cũng rất là ok luôn. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Nguyễn Kim Duy. Cho mình hỏi là mình đang xài con Canon 700D cộng lens kit 50 và 85. Mình đang muốn nâng cấp lên Canon M5 cộng với lens kit như vậy thì có ổn hay không? Nhu cầu của mình là chụp 70 và quay 30. Cảm ơn bạn. Rồi, riêng về cái body M5 thì ok ha, nếu bạn nâng cấp lên M5 thì hoàn toàn ok. Nhưng riêng về con lens kit của các dòng Canon M thì mình khuyên bạn là nên bỏ đi, đừng có xài nó. Tại thật ra là chất lượng của nó rất là tệ. Nó tệ hơn cả những cái dòng lens kit sơ đẳng của DSLR nữa. Nên là nếu mà được tài chính cho phép thì bạn nên cố gắng cân nhắc sao cho mình một cái con lens đó là Sigma 1750 f/2.8 cộng với ngàm. Còn nếu bạn tài chính bạn đang hạn hẹp thì kit nó chỉ mang gọi là cái sự chữa cháy thôi nha, chứ chất lượng hình ảnh của nó mình đánh giá nó không bằng con lens kit của 700D đâu. Cái đó là câu hỏi của bạn Xuân Tú. Em chào anh, em đang dùng Canon R cộng với lens 24-70 L2 và 180 macro. Em đang có ý định chuyển sang là Sony A7R3 cộng với 24-70 GM và lao qua 100 x2 macro. Em chỉ chụp và không quay, chủ yếu là macro phong cảnh, thỉnh thoảng để có chụp chân dung cho người yêu. Anh cho em hỏi thì có nên đổi sang Sony hay không, do là không muốn sử dụng ngàm và không đủ lực để dùng lens RF. Em cảm ơn và chúc gia đình anh nhiều sức khỏe. Rồi đó, cảm ơn cái lời chúc của em. Rồi, thì cái việc mà đổi sang Sony là tùy theo khẩu vị thôi nha. Nhưng mà nếu so sánh giữa hai combo thì rõ ràng là cái combo A7R3 nó nhỉnh hơn Canon R khá rồi, nó là dòng chuyên chụp luôn rồi, nên là nó sẽ vượt trội hơn cái con Canon R kia. Nhưng mà tuy nhiên thì em nói rằng tài chính có nghĩa là tài chính nó không có đủ lực để sang lens RF, nhưng mà thấy rằng cái combo mà em định đổi qua hình như là nó đắt hơn cái combo mà em đang xài đang khá đó nha, nên là em cân nhắc lại. Còn về chất lượng thì ok, quá là ngon rồi, không gì để bàn cả. Và cuối cùng là câu hỏi của bạn Hoàng Minh Nhật. Chào Louis, mình đang phân vân giữa combo A6400 cộng với lens 18-105 và A6600 cộng với lens kit 1650, giá không chênh lệch nhiều. Sau này thì sẽ nâng cấp lên lens 1655 f/2.8 sau. Vì tìm hiểu thì review khá tốt cho phù hợp cho travel, với lại dòng lens này không có chống rung, nên mình sẽ nghiêng về con A6600 hơn. Mình không lên full frame vì hệ lens quá mắc,
Mình cảm ơn và chúc gia đình nhiều sức khỏe. Rồi, rất là cảm ơn cái lời chúc của bạn. Thì với cái nhu cầu này của bạn đưa ra về tài chính, về nhu cầu travel vân vân, nói chung là quay nhiều, thì mình đúng con A6 nó sẽ phù hợp hơn, sẽ vượt trội hơn con A6 4 trong cái sự lựa chọn này của bạn. Nhưng mà tuy nhiên thì mình cần sẽ nhắc thêm, A6 6 nó ngon hơn rồi, nhưng mà cần phải nhắc thêm đó chính là cái chống rung trên các body máy ảnh nói chung thì nó chủ yếu đã phục vụ cho cái việc quay handheld, đang nói về quay nha, thì nó sẽ phục vụ cho cái việc bạn quay handheld, tức là quay cầm tay, chứ nó không phục vụ cho cái việc là bạn quay khi di chuyển, tức là khi bạn di chuyển bước chân, nó sẽ không phục vụ được. Nếu mà ví dụ như bạn vừa quay, bạn dơ lên, bạn nói ví dụ quay theo kiểu vlog, kiểu mà quay cái mặt bản thân của mình á, thì ok, cái độ rung của nó thì người xem có thể chấp nhận được. Còn nếu ví dụ như bạn quay theo dạng follow, quay di chuyển bước chân, quay chạy nhảy hay là bước đi, thì cái chống rung trên body máy ảnh hoặc là chống rung trên lens luôn thì nó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu này đâu, nên bạn cần nhắc kỹ ha. Bạn nếu bạn mong muốn rằng bạn nghĩ rằng nó sẽ mượt như gimbal hoặc là chống rung ngon lành như là cái GoPro thì bạn nên bỏ đi ha. Nên là nếu bạn dùng quay handheld như thế này, nói chung là bạn quay cầm tay nhanh gọn lẹ, chống rung rất là ngon, rất là ok. Nhưng cần bước đi, cần di chuyển, cần follow theo một cái gì đó, hoặc là quay những cái góc mà chuyển động khó, thì cái chống rung của nó chỉ mang tính chất tượng trưng thôi. Nên đây là một cái điều mà bạn cần cân nhắc trước khi lựa chọn. Còn con A6 6 thì rất là ngon rồi. Và đây là toàn bộ cái nội dung video hỏi đáp ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo.